Xin trả lời với bạn, Kinh Thánh do ai viết? Kinh Thánh do Đức Chúa Trời viết Ngài chính là tác giả của Kinh Thánh Và Ngài viết Kinh Thánh bằng cách nào? Có phải Ngài tự tay để viết lên Kinh Thánh hay không? Không, xin thưa Ngài đã cảm động và cảm thúc 40 trước giả để viết ra cuốn Kinh Thánh Tại sao chúng ta gọi là trước giả? Là bởi vì họ không phải là tác giả, tác giả chính là Đức Chúa Trời à, Trước giả tức là những người được Chúa cảm thúc và những người học thức cũng như là những người có à, phương pháp để có thể viết ra kinh thánh à, có những trước giả đã viết một hoặc hai sách ở trong kinh thánh có những vị vua có những người chăn chiên à, có những người không có học thức cũng có những người rất là uyên bác đã viết ra kinh thánh và kinh thánh được viết trong 1.600 năm tức là năm đầu tiên bắt đầu cho đến khi hoàn tất kinh thánh đó là 1.600 năm có thể đó là một kỷ lục kỷ lục lớn nhất Kinh Thánh được chia thành 66 sách gồm 39 sách cử ước và 27 sách tân ước. Kinh Thánh à, chứa đựng rất nhiều những cái giá trị về đạo đức, về à, văn hóa, mỹ thuật, về lịch sử và đặc biệt Kinh Thánh chính là nguồn chân lý. Kinh Thánh giống như một cái kim chỉ nam, một cái bản đồ để soi dẫn đời sống của chúng ta đến với Chúa kinh thánh rất là quan trọng và kinh thánh chính là chân lý kinh thánh không sai kinh thánh là lời vô ngộ là cái lời không bao giờ sai của chúa nếu chúng ta chứng minh được kinh thánh sai sai về một cái chỗ mực nào đó của văn hóa của lịch sử hay một cái giá trị hay một cái mẫu chuyện nào đó thì lúc đó niềm tin của người tin chúa không còn giá trị nữa bởi vì kinh thánh chính là lời vô ngộ kinh thánh chính là chân lý của người tin Chúa kinh thánh là lời của Đức Chúa trời kinh thánh được Đức Chúa trời soi dẫn có ích cho sự dạy dỗ sửa trách bã trị và dạy người trong sự công bình lời Chúa là ngọn đèn cho chân con là ánh sáng cho đường lối con nếu ngày hôm nay bạn muốn tìm hiểu về kinh thánh bạn muốn biết về kinh thánh bạn hãy tìm đến với kinh thánh để để đọc kinh thánh ngay kinh thánh là cuốn sách best seller của thế giới bán chạy nhất mọi thời đại, bán rất nhiều phiên bản. Có một cái comment ở đây thưa anh chị em nói rằng công bằng mà nói phần lớn kinh thánh không xấu xa một cách có hệ thống mà chỉ đơn giản là kỳ lạ. Công bằng mà nói phần lớn kinh thánh không xấu xa một cách có hệ thống mà chỉ đơn giản là kỳ lạ. Điều thứ nhất đó là tôi không hiểu người anh em người chị em này bạn này đang nói đến điều gì không xấu xa một cách có hệ thống là sao ngôn từ này là sao không hiểu đơn giản là kỳ lạ ok bây giờ tôi sẽ phân tích cái nhận xét của người anh em chúng ta công bằng mà nói điều này không công bằng đây là một cái nhận xét không công bằng về kinh thánh kinh thánh không phải là để chúng ta có thể À, có một cái ánh nhìn như vậy, một cái ánh nhìn thiển cận cũng như là ánh nhìn phiến diện rằng kinh thánh có phải là xấu xa là một cái tài liệu à, xấu xa hay không à, hay là cổ suý cho những hành động xấu xa hay không thực ra không thể có cái ánh nhìn như thế như vậy về kinh thánh. Bởi vì lý do à, ngay cái tên đã nói cho chúng ta lý do rồi, vì sao gọi là kinh thánh? Vì sao nó là Holy Bible? Vì sao cái kinh đó gọi là thánh? là bởi vì kinh đó là lời vô ngộ của Đức Chúa Trời. Đó là lời Đức Chúa Trời và nó không hề sai. Ở trong đó chính là lẽ thật. Lời kinh thánh là lời ra từ miệng Đức Chúa Trời được Ngài cảm thúc để con người viết nên, một vài tức giả viết nên và dành cho con người. Đó là lời vô ngộ, lời không lỗi lầm, không thể nào hàm chứa bất cứ một sự sai phạm nào ở trong lời của Chúa. Dù những câu chuyện ở trong Kinh Thánh là kể về những sai phạm hay là những cái mistake, những cái lỗi lầm của con người phần lớn là nói về tội lỗi của con người và những sai phạm của con người với Thiên Chúa và đấng đã dựng nên con người. Nhưng Kinh Thánh không bao giờ là lời sai phạm. Nếu anh chị em dùng Kinh Thánh như là một cái tài liệu để đối chiếu với dòng lịch sử của nhân loại từ từ quá khứ, hiện tại và cả tương lai thì anh chị em đều tìm thấy cái giải đáp và những cái đối chiếu rất là trùng khớp với tất cả những cái tài liệu mà chúng ta có thể có ở trên thế giới này. Nó bao hàm ở trong cuốn Kinh Thánh. Nếu anh chị em chưa đọc kinh thánh trọn vẹn, xin hãy một lần đọc trọn vẹn kinh thánh để cảm nhận rằng cái tài liệu hay là cái cuốn sách này vì sao được gọi là thánh. Cuốn kinh này vì sao được gọi là thánh. Đây là cuốn kinh mà cả thế giới gọi là Holy Bible. The Holy Bible là một cái gì đó nó rất là linh thiêng, rất là đáng tôn trọng, đáng quý, đáng chuộng. Và ở trong đó ha không hàm chứa bất cứ một sự sai sai sót nào bởi vì nó là lời của đức chúa trời là đến sáng tạo là 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 thiên chúa đã đã phán ra Alright cho nên khi chúng ta nói về việc uh, kinh thánh là như thế nào đó thì chúng ta không thể nào có một cái ánh nhìn phiến diện về kinh thánh được dù bạn là người có đạo hay không có đạo bạn phải luôn có một cái gọi là kiến thức về việc kinh thánh là một cái tài liệu hay là một cái cuốn sách uh, thánh và nó quý trọng và nó cao siêu và nó cũng rất là thực hữu ở trong đời sống của chúng ta như thế nào. Tôi nói với anh chị em, có lý do khi Kinh Thánh là một cuốn sách best sellers of the world. Trong cả nhân loại đó, là một cuốn bán chạy nhất được đọc nhiều nhất, được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất và được người ta gọi là sử dụng nhiều nhất ở trong cuộc đời. Dù bạn ở bất cứ nơi đâu, bạn nói ngôn ngữ nào thì kinh thánh đều ứng dụng trong cuộc đời của bạn. Dù bạn làm trong công việc kinh doanh, bạn làm ở trong công việc à, học đường, bạn làm ở trong công việc của à, bình dân hay là bạn ở bất cứ từng lớp xã hội nào thì kinh thánh đều có những điều ứng dụng thực tiễn cho cuộc đời của bạn. Kinh thánh là lời khôn ngoan, hàm chứa ở trong đó rất nhiều những điều dạy dỗ và mang lại ích lợi cho bạn khi bạn đọc kinh thánh. Nếu bạn con xin đọc kinh thánh như một cái một cái kiến thức đó, tôi nói với anh chị em đó là một kiến thức vô lượng vô biên anh chị em không thể nào học hết tất cả những điều ở trong kinh thánh được một cái câu chuyện của kinh thánh đó, có rất nhiều người họ sẽ nhìn theo nhiều hướng khác nhau và nhận ra rất nhiều bài học giá trị cho bản thân của mình khác nhau mỗi một người sẽ đúc kết mỗi cái ý nghĩa khác nhau của từng câu kinh thánh lời chúa nói rằng là dù thế giới này dù tất cả mọi mọi thứ nó có thể qua đi thì lời chúa hay là lời kinh thánh một chấm một phẩy ở trong kinh thánh vẫn không thể thay đổi được và một chấm một phẩy một chi tiết nhỏ trong kinh thánh đều có ý nghĩa anh chị em nhé cho nên kinh thánh tuyệt 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 đối kinh thánh là tuyệt đối về giá trị và về cái uh, chân lý và lẽ phải và sự đúng đắn của kinh thánh alright tôi muốn nói với anh chị em nữa đó là nếu chúng ta xem một cái tài liệu nào đó nói về quá khứ thì nó chỉ dừng lại ở những cái mẫu chuyện quá khứ. Nếu chúng ta xem một cái tài liệu nào đó đang nói đến những cái tình trạng thực hiện thực tại hiện thực của cuộc sống này của con người thì nó chỉ dừng lại ở hiện thực mà thôi hoặc là nó chỉ liên tưởng đến những cái câu chuyện quá khứ. Nó không thể nào cho chúng ta những cái những cái tiêu chuẩn hay là những cái thông tin về tương lai được như kinh thánh có thể có chỉ dẫn cho chúng ta về tương lai một cách rất rõ ràng và rất nhiều điều ở trong kinh thánh đã đã, đã viết hàng 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 ngàn năm rồi anh chị em nhưng mà ngày nay nó diễn ra một cách chính xác từng mm như vậy thì chúng ta thấy rằng là sẽ không có bất cứ một cái tài liệu nào hay là một cái học thức nào của kiến thức nào của con người có thể đáp ứng được những cái điều siêu việt của kinh thánh tôi nói rằng kinh thánh là đến từ đức chúa trời dù ngày hôm nay chúng ta mang kinh thánh như một cái cuốn sách hiện hữu ở trong tay chúng ta bằng chữ và bằng vật lý học chúng ta có thể đọc mỗi ngày chúng ta có thể cảm nhận nó nhưng mà linh lực cũng như là năng quyền của lời chúa đó của kinh thánh đó, tác động đến chúng ta lời chúa nói rằng là sắc như kinh thánh lời kinh thánh lời chúa là sắc như gươm hai lưỡi đâm thấu vào ở trong ở bên trong chúng ta và phân chia hồn linh cốt tủy có thể chỉ ra cho chúng ta điều xấu và điều tốt có thể chỉ ra chúng ta điều thiện và điều ác có thể chỉ ra chúng ta những cái cái điều tuyệt vời ở trong tương lai mang đến cho chúng ta những cái bài học rất lớn anh chị em điều thứ hai tôi muốn phân tích cái lời nhận xét này kinh thánh không xấu xa một cách có hệ thống kinh thánh mặc dù ở trong kinh thánh nói đến rất nhiều những cái mặt xấu xa của loài người vốn dĩ loài người rất tốt đẹp và lời Chúa cũng đã đã có những cái chương rất là đẹp đẽ để nói về À, cuộc sống tốt đẹp của loài người nhưng loài người chúng ta đã khước từ sự đẹp đẽ đó và bước theo ý riêng của mình để đến nỗi chúng ta thấy rằng rất nhiều những cái chương ở trong kinh thánh hàm chứa rất nhiều những cái câu chuyện nói đến hay là phán đến hay là chỉ ra những cái chuyện xấu xa của con người và điều đó chỉ là giúp cho chúng ta một việc thôi đó là giúp cho chúng ta tránh khỏi những điều xấu xa những cái vấp phạm mà con người đã từng trải qua ở trong trong quá khứ để chỉ để chúng ta trở lại với Chúa để chi để chúng ta cầu nguyện và ăn năn với Chúa và trở về trong cái con đường chánh trong con đường thiện trong con đường đúng đắn lẽ phải thì Thiên Chúa ngài sẵn sàng tha thứ và điều tiếp theo à, cái cái nhận xét này nói rằng là đơn giản là kỳ lạ kinh thánh không hề kỳ lạ anh chị em kinh thánh không hề kỳ lạ kinh thánh không hề xa lạ kinh thánh không hề là một cái gì đó nó giả tưởng hay là nó nó khó hình dung hay là những cái điều huyễn hoặc hay là những cái chuyện ngụ ngôn hay là những cái truyền thuyết mà nó không được chứng thực kinh thánh và tất cả thậm chí những phép lạ được diễn ra trong kinh thánh đều đã được chứng thực ở trong khoa học và và thực tiễn anh chị em nếu anh chị em đủ cái thời gian để nghiên cứu thì anh chị em sẽ thấy rằng hầu hết tất cả những phép lạ mà Chúa đã làm đã thi triển ở trong kinh thánh đó, thì đều được các nhà khoa học ngày hôm nay tìm thấy và và đã công nhận anh chị em An. cho nên á kinh thánh không huyễn hoặc chúng ta không đưa cho chúng ta những cái thông tin à, mù mờ không mang chúng ta đến những cái bến bờ mà không xác định được nhưng kinh thánh chính là một cái kim chỉ nam dẫn đường cho chúng ta khiến cho chúng ta đến một cái nơi xác định rõ ràng hơn trên con đường của mình và bước đi một cách vững chắc ở trong cái sự hướng dẫn của chúa nha cho nên là trong thi thiên á, thánh thi đó 119 thì có nói rằng là Kinh thánh lời Chúa đó là ngọn đèn cho chân tôi là ánh sáng cho đường lối tôi đó là ánh sáng chỉ dẫn cho cuộc đời của chúng ta anh chị em tôi muốn khích lệ à, người anh chị em chúng ta ở đây với cái nhận xét này à, và nhớ rất nhiều người khác ngày nay chưa có cơ hội để đọc kinh thánh tôi muốn khích lệ anh chị em hãy sở hữu cho mình một cuốn kinh thánh và hãy khám phá những điều tri thức khôn ngoan ở trong lời của Chúa trong kinh thánh để anh chị em hiểu rằng là đó chính là lời Đức Chúa Trời muốn phán với anh chị em một cách cá nhân và giúp cho anh chị em định hướng cuộc đời của mình rất là tốt và rồi anh chị em sẽ tin chúa thực sự được chúa bắt phục và trở thành người tin chúa bởi sự thuyết phục ở trong lời của chúa anh chị em sẽ không bao giờ hối hận khi dành thời gian để nghiên cứu đọc suy ngẫm cuốn sách này tin chúa mà ít cầu nguyện và đọc kinh thánh thì làm sao anh thưa với bạn đó là có làm sao nhé đây là một vấn nạn luôn của giới trẻ của rất nhiều người ngày hôm nay tin chúa giống như là có đạo cho có thôi chứ không có một cái mối liên hệ gì cá nhân thấm thiết và nó trực tiếp với chính chúa của mình thậm chí các bạn tin chúa theo gia đình tin chúa theo truyền thống tin chúa theo thói quen cứ nghĩ mình có đạo và đi xem lễ là được nhưng các bạn không có một cái mối liên hệ nào hết bây giờ các bạn tưởng tượng nè chúa là cha của mình ngài là cha yêu thương của mình Ngài rất yêu chúng ta, Ngài chờ đợi chúng ta để Ngài được trò chuyện, để Ngài được gần gũi, để Ngài được ban cho chúng ta một cái tình thương ấm áp. Nhưng chúng ta cứ mãi cách xa Chúa. Điều đó có có nên hay không? Không nên. Rồi bây giờ chúng ta tưởng tượng này, cầu nguyện là trò chuyện với cha của mình. Chúng ta không thể nào nói chúng ta yêu Chúa, yêu cha của mình nếu chúng ta tuyệt giao với với cha và không bao giờ đến để nói chuyện với cha hết. Ok. Thậm chí trong lời cầu nguyện, các bạn vẫn có thể cầu xin Chúa và có rất nhiều những cái lời giải đáp cũng như rất nhiều những cái phần thưởng cũng như rất nhiều những cái chìa khóa mà chỉ cần khi các bạn đến và các bạn cầu xin với Chúa thì Chúa sẽ mang cho các bạn. Nhưng các bạn đã rất ít cầu nguyện và tương giao với Chúa và thông công và trò chuyện với Chúa. Như vậy thì các bạn sẽ có một cái khoảng cách vô hình với chính Chúa và tất cả những gì các bạn cầu xin nó không trở nên hiện thực được là bởi vì các bạn các bạn đến với Chúa chỉ xin về năng đề thôi các bạn đến với Chúa chỉ lúc các bạn gặp khó khăn các bạn đến với Chúa lúc các bạn buồn lúc bị người yêu bỏ lúc chia tay luôn lúc mất việc lúc hết tiền lúc bệnh tật chạy đến xin Chúa không một người cha nào mong muốn con của mình chạy đến chỉ để xin thôi ba ơi cho con tiền ba ơi cho con cái nọ ba ơi cho con cái kia mà không có một cái sự trò chuyện không có một cái mối thân Tình một cái mối thâm giao nào giữa mình và ba một cách trực tiếp cả đúng không ạ rồi điều thứ hai này đọc kinh thánh các bạn tưởng tượng kinh thánh như là một bức thư tình một bức thư tình của cha đã gửi lại cho con và bức thư tình đó dẫn chúng ta đến một cái kho báu nữa trong cái bức thư đó có hướng dẫn chúng ta có một phần thưởng rất lớn ở trên trời ngày cuối cùng chúng ta được được hưởng đó là khi chúng ta bước đi chúng ta tin cậy và vâng lời giữ mọi điều răn của chúa làm những việc này việc kia và tất cả những cái lời dạy của chúa được chép lại trong kinh thánh như là một cái hướng dẫn instruction một cái guideline một cái map một cái bản đồ để dẫn chúng ta về thiên quốc khi chúng ta bước đi trong cuộc đời này chúng ta cần lắm lời của chúa để hướng dẫn cho cuộc đời của chúng ta nhưng mà chúng ta gấp bức thư lại chúng ta có bức thư chúng ta gấp lại để cho buổi mỗi bám phủ rồi để đâu đó ở trên bàn thờ để đâu đó ở trong một cái góc xó nào đó và quên đi no chúng ta phải đọc kinh thánh như là một cái bức thư mà ba mình đã thiết kế cho mình đã để lại cho mình đã dày công viết lại với tâm tư để chúng ta hiểu được tấm lòng the heart of our father tấm lòng của cha của chúng ta chứ